Vâng, mọi người đang kê một tác phẩm còn lan bộ. Vâng, rất cẩn thận. Vâng, chuẩn bị cái chân bên này không được đâu này, kéo được gì ấy. Vâng, các bạn có thể hình dung một tác phẩm rất là nhỏ như này thôi mà đã mất rất nhiều công, để có một vị trí. Vâng, nhân tiện mình quay luôn tác phẩm này để các bạn hình dung. Tuyệt vời. Ra để cho đồng chí nào vào xem vào. Chí ơi. Vâng, một tác phẩm xanh. Vâng, chúng ta đến luôn với tác phẩm song thụ này. Bộ đế dễ khá ấn tượng. Vâng, tay tán làm rất là thanh thoát. Vâng, và xin mời các bạn, chúng ta sẽ đến phỏng vấn có một số câu hỏi với cả anh Phí Văn Kha là chủ nhân của tác phẩm này. Vâng, xin chào anh Kha. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng, anh Kha có thể cho khán giả được biết được cái vẻ đẹp, vâng, cái vẻ đẹp của tác phẩm này nó nằm ở những điểm nào ạ? Dạ. Cái này là đẹp như là vẻ đẹp của nó là cây song thụ cổ. Song thụ cổ, vâng ạ. Mà nó có hai cái thân song song với nhau. Mà nó có những cái tay cành nó làm từ thời xưa rồi. Cái bộ bệ đẹp, bộ bóng đẹp. Còn cái tay cành thì nó chưa được hoàn thiện, nhưng mà nó có cái cốt đẹp. Vâng, cái thân và cái đế đúng không ạ? Nó làm cái nền tảng của cây. Còn cái bông tay là chưa làm được. Vâng. Anh có cảm nhận bằng cái cuộc triển lãm sinh vật cảnh của Bắc Giang năm 2018 vâng này như thế nào ạ? Cái cuộc triển lãm này nó cũng đợt này là nó được nhiều cây đẹp, nhiều cây to, các nơi đổ về thì là có các đơn vị bạn là đổ về rất nhiều những cây đẹp. Còn thì chẳng biết các bạn ở các tỉnh khác, các
đơn vị bạn về rất nhiều cây đẹp. Vâng, cái khâu tổ chức của tỉnh Bắc Giang năm nay anh? Cái khâu tổ chức của Bắc Giang năm nay là nó hoành tráng, là vâng. Nó được các đơn vị bạn tham gia nhiều. Vâng, vâng, vâng. Còn một điều cuối cùng là anh có muốn nói một điều gì với khán giả không ạ? Nói với khán giả là cảm ơn khán giả và cảm ơn các tỉnh bạn về tham gia với tỉnh Bắc Giang là được cái sự hoành tráng lần này, tốt đẹp. Vâng, vâng, một lần nữa thay mặt chương trình cảm ơn anh Văn Kha rất nhiều. Vâng, vâng, xin chân thành cảm ơn anh ạ. Dạ. Vâng, chúng ta cùng quan sát một lần nữa tổng thể tác phẩm. Vâng, thân gốc loang lổ kiểu hình sự già lua. Xin chào các bạn, trước mặt chúng ta là một cây xanh, một cây xanh tác phẩm Lộc Phú Quý ạ. Vâng, của nhà vườn Bắc Linh. Tán họ làm rất dâm. Tay họ làm rất to. Vâng, một vòng tay của mình đây. Vâng, tiếp theo cũng là một cây xanh dáng làng. Nhà vườn Lộc Phú Quý. Chúng ta cùng đến tác phẩm số 3 của nhà vườn Lộc Phú Quý. Hội sinh vật cảnh của thành phố Bắc Ninh. Tay tán họ làm rất là dăm, rất là dày. Vâng, trước mặt chúng ta là một cây tùng La Hán. Cây tùng La Hán số 2. Gốc khá lớn. Vâng, và cây tùng này chiều cao có khoảng độ tầm 1 mét ạ. Họ làm tay rơi khá điệu. Vâng, trước mặt chúng ta là một tác phẩm cây si dáng trực hoành. Thân gốc khá kỳ quái, đặc biệt là phía trên họ làm cực kỳ dâm. Tác phẩm rất đẹp. Tiếp theo chúng ta đến với cả một cây si dáng trực ạ.
Một cây mai chiếu thủy, một cây mai chiếu thủy có một bộ thân gốc khá lớn. Chiều cao của cây cỡ có 80cm thôi, chiều ngang 1m. Vâng. Và bộ thân ghế rất là khủng. Vâng, thưa các bạn, trước mặt chúng ta là một cây, vâng, tác phẩm có tên là cây găng ạ. Con làn tán khá râm, chiều cao của cây cỡ 25cm rồi. Vâng, một cây mini. Một cây mai chiếu thủy cao 30cm. Gốc khá lớn, bằng 30cm mà gốc lớn như thế này. Bằng tiếp theo một cây xanh, một cây xanh ráng làng, chiều cao cỡ 25cm ạ. Cao 25cm nhưng cái bề ngang của đế thì phải đến 30cm. Họ làm rất là rụt rịt. Vâng, một tác phẩm ruối, chiều cao cỡ 35cm. Vâng, tiếp theo là một tác phẩm xanh, tay tán họ làm rất râm. Một tác phẩm xanh dáng làng. Chiều cao của cây cỡ 60 và chiều ngang cỡ 1m. Vâng, một tác phẩm rất đẹp. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với cả một tác phẩm là cây me. Hiện tại bây giờ là cũng 7 giờ 30 phút rồi. Mình cũng sẽ kết thúc video ở đây. Mình đang quay ở trong chế độ chiếu sáng nên không biết là các bạn có nhìn rõ không. Bây giờ mình cứ tiến sát một chút vào phần gốc để các bạn hình dung. Và tổng thể của cây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.